ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão, tức 29 tháng 1 năm 2023. Đầu xuân năm mới, Thành được xin gửi lời kính chúc tới tất cả ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể quý vị cùng các bạn. Trên 63 tỉnh thành đất nước hình chữ S Việt Nam thân thương, lời kính chúc sức khỏe và thành công. À, hôm nay ngày mùng 9 Tết tức là 29 tháng Giêng năm 2023 thì hai sản phẩm là chiếc hai chiếc lò chiên ông dầu à, K15 bản cộng xuất EU 9 phụ kiện là một ốc trên trục quay 360 16 chức năng chiên nướng cài đặt sẵn 8 phím cảm ứng một chạm một nút bán cơ cánh cửa có bản nề trợ lực cửa kính quan sát bên trong hai lớp nhiệt kép mai so trên dưới và chiếc máy làm sữa hạt Haigood E25 một thương hiệu đến từ Malaysia 12 chức năng cài đặt sẵn à, Gửi về cho 3 vị khách hàng Thì như thông lệ hàng bên Thành được gửi gửi đi bán lẻ ra thị trường Thì tất cả 100% trước khi gửi đi đều được bỏ ra kiểm tra ghim điện Để tránh cái việc lỗi sản xuất và thiếu phụ kiện 29 tháng 1 năm 2023. Chiếc rò trên không dầu KPN K15 bản cộng xuất EU 9 phụ kiện Elox và 5 con ốc Elox trên trục quay 360 gửi về cho chú Bùi Đắc Bin ở địa chỉ xóm 3, thôn Tương Trúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. À, và chiếc nò trên không dầu KPN này thường được bảo hành chính hãng cho chú 24 tháng, lỗi sản xuất 1 đến 1 trong 30 ngày. Và hết 25 bảo hành, thành được vẫn cam kết hỗ trợ thay thế sửa chữa linh kiện trọn đời máy. tiếp theo là máy làm sữa hạt 2 gút E25. gửi về cho chị Khánh Hòa. Ở địa chỉ 1169 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và chiếc máy làm sữa hạt 2 gút E25 này à, thành được cam kết bảo hành chính hãng cho chị 12 tháng, nỗ sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Và lưu ý với máy sữa hạt hai gốt E25 Với các chế độ lấu Thì chị phải cho nước trước khi bật máy Và để tắt máy thì chúng chị ấn và giữ nút 3 đến 5 giây Sản phẩm thứ 3 Chiếc nọt chiên không dầu Kpen K15 bản cộng Trong buổi chiều ngày 29 tháng 1 năm 2023 Tức mùng 9 Mùng, mùng 8 Tết gửi về cho anh Trần Thế Thân ở địa chỉ số 7 đường 7 KP1, phường Ninh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. À, và chiếc nọ trên ông dầu Kpen K15 bản cộng xuất EU 9 phụ kiện inox. 5 ốc inox trên trục quay 360 này. Thành được cam kết bảo hành cho anh chính hãng 24 tháng, tức là 25 và lốt sản xuất 1 đổi 1 trong 30 ngày. Thì hết bảo hành thành được vẫn cam kết hỗ trợ thay thế sửa chữa, chữa chọn đời linh kiện máy. hàng thì trước khi gửi đi thì đều sẽ được cả bỏ ra và kiểm tra cho nên mọi người thì an tâm tuyệt đối đều được kiểm tra và cắm điện cắm điện để test máy cũng như các chức năng à, với lọt trên ông dầu KPN K15 bản cộng thì sẽ có 9 phụ kiện inox và 5 con ốc để sử dụng trên cái bộ trục quay 360 à, còn máy sữa hạt 2 gút E25 thì chúng ta sẽ có một cái cối máy này cối máy này và một cái lắp sách à, giấy hướng hướng dẫn sử dụng phía bảo hành lò trên thông dầu ca thì sẽ có 9 phụ kiện một tay gắp sách hướng dẫn sử dụng giấy bảo hành trục quay 360 sáu vỉ chiên thanh cái nóc dày Sách và giấy bảo hành này ba phụ kiện bên ngoài Cánh cửa trợ lực ba lớp chống rơi vỡ Ở phía bên trong nòng nò thì chúng ta sẽ có Cái vỉ chiên mắt mau 10 cái thanh xiên nướng trên trục quay BBQ rau củ quả Và 10 cái thanh xiên nướng này chúng ta sẽ lắp vào hai cái vỉ y lốc nó ở trong cái bộ trục quay này Trong cái bộ trục quay 360 này Sẽ có hai cái ví lốc để lắp 10 cái thanh xiên nướng Và 5 con ốc inox sử dụng cho cái bộ trục quay 360 Một tay giữ khoảng cách giữa máy và tường Và hai cái ghim để lắp vào quay gà vịt nguyên con đây, còn đây là lồng quay Lồng quay dùng để răng nạc trên khoai lồ bỏng Và trong cái lồng quay này sẽ có thêm 3 phụ kiện nữa và 5 con ốc thì các bác sẽ tháo cái lồng quay này ra Chúng ta lấy phụ kiện và Ốc ý lốc ở trong Một giỏ chiên sâu lòng Cuối cùng là một khay hứng dầu Khay hứng dầu của các bên là trắng men chống dính Thì ngoài cái ưu điểm là Để hứng dầu ra Thì với cái men chống dính này Thì chúng ta có thể sử dụng Làm cái chảo áp bò bít tết hoặc là dàn bánh trưng hoặc là làm trứng ốp la Carbon thì có 16 chức năng trên nướng cài đặt sẵn một cái bảng led hiển thị thời gian và nhiệt độ 8 phím cảm ứng một chạm và một nút bán cơ để chúng ta điều chỉnh thành được đánh giá đá rất là cao với cái thiết kế của Carbon hai gút cũng như là Kibo họ làm bảng điều khiển cố định và cái bảng điều khiển cố định này thì ở trên nóc nồi thì sẽ có một cái quạt làm mát các cái bo mạch linh kiện men chip do đó cái tuổi thọ của lồi nó sẽ cao hơn với những cái hãng mà họ dán bảng điều khiển lên cái cửa kính nó không có cái hệ thống làm mát nòng nồi rộng 15 lít có thể chiên nướng gà vịt nguyên con và phía trên thì có một mâm nhiệt xoắn à, phía dưới sẽ có thêm hai thanh nhiệt kép mai so bổ trợ nhiệt ở góc bên phải chúng ta sẽ có một cái trục quay 360 và bên trái là giá đỡ toàn bộ lòng nồi của capen thì là inox chuẩn 304 không bắt từ không bắt 500 và cái lòng nồi phía bên trong và bên ngoài nó cách nhau một khoảng khá là rộng và do đó cái nguồn nhiệt bên trong nó sẽ không thể truyền trực tiếp ra bên ngoài mọi người sẽ an tâm tuyệt đối khi sử dụng Hàng tốt thì các bạn nhìn nó rất là chắc chắn Các cái đường nét nó khít và khi chúng ta cho lên bàn cân ý, Thì những cái hàng tốt nó sẽ có cân nặng trung bình tổng thể à, Từ 11 cân rưỡi cho đến 12 cân Và với chiếc Carpen 15 cộng khi các bác đặt lên bàn cân là Tổng thể máy và phụ kiện sẽ rơi vào 12,1 kg Đấy, Sốc chống sốc Từ cái cái ni nông chùm máy rồi Chúng ta có thể nhìn thấy là cái ni nông chùm máy này để hàng tốt hàng đắt tiền hàng xịn thì cho đến những cái đơn giản nhất cái đi nông này để bảo vệ máy nó rất là mềm nó dai đi nông chùm máy vào thì các bác thấy được rằng là cái hàng tốt khi chúng ta bỏ ra một cái đồng tiền lớn thì cái giá trị nhận đại và cái độ bền cũng như là cái công năng sử dụng của máy nó sẽ khác với những sản phẩm rẻ thì các cụ vẫn nói là tiền nào của đấy Để ngoài tem phía bảo hành chính hãng ra thì thằng được sẽ có catalog mực đỏ viết tay có ký tên catalog đi kèm giấy viết tay có ký tên này. đều công khai đầy đủ địa chỉ số điện thoại và dán trực tiếp ở đằng sau máy một cái tem bảo hành cũng có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để các bác các anh các chị liên hệ thành được với phương châm thành tín thành trong thành thật tín trong uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm thì luôn luôn công khai địa chỉ số điện thoại nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng và khi sản phẩm có lỗi xảy ra thì đều có trách nhiệm để xử lý theo như chính sách bảo hành của hãng và hết bảo hành thì thành được vẫn hỗ trợ thay thế sửa chữa linh kiện chọn đời máy ở trong cái dịp tết này thì riêng với sản phẩm là lò chiên ông dầu từ lò trên ông dầu Kibo, Hay Good hay là Capen thì thành được đều hỗ trợ miễn ship toàn quốc và tặng kèm là bốn quà khuyến mãi. Bao gồm một bình xịt dầu thủy tinh, một hộp đũa Kodia 10 đôi 20 chiếc chống cong vênh nấm mốc. Một kéo cắt cà Nhật SK5 cán thép lưỡi thép chữ khắc chìm. và tặng à, kèm thêm hai chiếc bật nửa à, màu đỏ giá trị nhỏ nhưng mà nó mang hàm nghĩa lớn là mang cái nửa mang hơi ấm mang tài lộc mang sức khỏe đến cho gia đình trong cái dịp năm mới à, miễn ship toàn quốc tặng kèm 4 quà khuyến mãi khi mua nó trên đông dầu và các sản phẩm sản phẩm khác thì thành được sẽ có cái lì xì trực tiếp vào giá thành đến hết ngày mùng 10 tết các bác mua hàng trong cái ngày, ngày mùng 10 Tết đổ lại mùng 8, mùng 9, mùng 10 thì miễn ship và tặng quà và sẽ được nì xì trực tiếp vào giá thành giảm giá sau ngày mùng 10 thì giá sẽ về giá cơ giá, giá cũ thành được với vương châm thành tín coi uy tín quý như sinh mệnh thành trong thành thật trung thực tín trong uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm thành được nói được làm được Mọi chi tiết xin liên số điện thoại 094 987 3111, Zalo 097 280 2081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lâm Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được a gmail com Cảm ơn mọi người đã xem video. À, một lần nữa, Tân Xuân Quý Mão thành được xin chúc tất cả. Ông bà, cô dì, chú bác trên toàn lãnh thổ Việt Nam một năm mới tràn đầy sức khỏe, ngập tràn niềm vui, đong đầy hạnh phúc và rủng rỉnh về tiền bạc. Cảm ơn mọi người đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.